Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị xác nhận công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho một trường hợp hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đó là Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thành Trí, nhân viên quân trí, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ. Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thành Trí sinh năm 1970, hy sinh ngày 30 tháng 3 năm 2021 khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại địa điểm cách ly tập trung trường cao đẳng quốc tế VABIS, thị xã Phú Mỹ. Đây là trường hợp được Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và dư luận xã hội, gia đình đặc biệt quan tâm. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quan tâm, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Chính phủ sớm công nhận liệt sĩ cho quân nhân Nguyễn Thành Trí, nhằm kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ cũng như các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch trên cả nước.